Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, nên Bi nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác lấy trộm. Ngày 14 tháng 12, Bi đi bộ từ nhà đến trường trung học cơ sở Long Thạnh thuộc khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu. Đây là cơ sở được sử dụng tạm để cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Phát hiện bên trong trường còn sáng đèn nên Bi đã đột nhập vào bên trong thấy hai người đang điều trị bệnh tại đây đã ngủ say và cửa phòng không khóa, nên Bi đã lẻn vào trong lấy trộm một laptop và một điện thoại trị giá khoảng 9 triệu 300 ngàn đồng, rồi nhanh chân tẩu thoát. Tài sản trộm được, Bi bán lấy tiền trả tiền chơi game và mua ma túy sử dụng cho đến hết. Tại cơ quan công an, Kha Thành Bi đã